cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Bùi Hoàng Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã đi thăm tặng quà người cao tuổi trên địa bàn huyện Nho Quan nhân dịp ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Tới thăm và tặng quà những người cao tuổi là thương bệnh binh, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc các bệnh lý về tâm thần đang được trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan quản lý chăm sóc nuôi dưỡng đồng chí phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định những năm qua đảng nhà nước và tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho người cao tuổi để họ được sống vui sống khỏe đồng chí ghi nhận biểu dương nỗ lực của cán bộ bác sĩ điều dưỡng nhân viên trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc các đối tượng chính sách nói chung người cao tuổi nói riêng mong rằng trong thời gian tới đội ngũ cán bộ y bác sĩ sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất nhân lực luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tình phục vụ chăm sóc tốt cho người cao tuổi đảm bảo tất cả người cao tuổi được chăm sóc y tế toàn diện, khám sức khỏe và điều trị ốm đau, cấp phát thuốc hàng ngày. Công tác nuôi dưỡng tiếp tục được chú trọng với chế độ dinh dưỡng phù hợp với thể trạng bệnh tật của từng nhóm đối tượng. Trung tâm Điều dưỡng Thương minh Nho Quan đang quản lý nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho 142 người, trong đó có 71 thương bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên, 66 người có độ tuổi từ 60 trở lên người cao tuổi sống tại trung tâm đều có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, tuổi cao lại mắc các bệnh mãn tính nên luôn cần sự trợ giúp của nhân viên chăm sóc. Tiếp đó, đoàn đã tới thăm tặng quà cụ Đinh Thị Ti, sinh năm 1922, là mẹ liệt sĩ ở xã Thượng Hòa, cụ Đinh Thị Lở, sinh năm 1920, ở xã Sơn Thành tại những nơi đến thăm, đồng chí phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của các cụ và bày tỏ niềm phấn khởi khi các cụ đã ở tuổi xưa nay hiếm, song vẫn còn mạnh khỏe được gia đình phụng dưỡng chu đáo. Đồng chí kính chúc các cụ khỏe mạnh, trường thọ để làm chỗ dựa về tinh thần cho con cháu. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương có nhiều hoạt động cụ thể thiết thực hơn nữa dành cho người cao tuổi.